Hello, xin chào tất cả các anh em. Đây là một cái mẫu lồng vừa ra lò xong. Chào mào chạm chim hoa nhé. Hoa mai luôn. Đây, anh em nhìn thấy là chạm cực kỳ đẹp luôn này. Chạm hoa mai, Tết rồi, phải hoa mai là hợp lý rồi đúng không ạ? Và đặc biệt nữa là cái lồng này lại làm bằng móc mai hóa rồng nữa. Đấy. Nên nó rất là đẹp nhé, chạm cả lộng này, chạm cả móc này. Chiếc lồng rất là điêu luôn. Bên em thì không còn sẵn nhiều đâu, anh em đặt hàng nhanh tay đặt bây giờ nhé, để giao kịp Tết. Bởi vì bên vận chuyển sẽ nghỉ từ ngày 23, với những hàng cùng kênh nhé. Đấy, anh em đặt sớm giúp em nhé, để em giao hàng. Và đặc biệt là mẫu nào mà không có sẵn thì phải đặt ngay bây giờ, thì may ra thì kịp, có mẫu kịp nhưng mẫu sẽ không kịp đâu. Đấy, em quay gần cho anh em xem nhé. Lồng vừa mới vào dầu nên nó hơi ướt một chút xíu, để một vài hôm nó sẽ khô. Đấy, một hai hôm khô anh em thả chim vào được luôn nhé. Chào mào mai hóa rồng. Em đặt hàng thì liên hệ ngay số 0964278585 nhé. 0964278585. Anh em có thể add Zalo cũng được ạ. Add Zalo thì để gửi hình trực tiếp cho anh em xem tham khảo. Mai, chào mào hoa mai hóa rồng. Mùa cực kỳ yêu luôn. Anh em nhìn này mà không mua hơi phí luôn đúng không ạ? Anh em đặt ngay nhé. Đây là mẫu lồng vuông. Đấy, mẫu vuông nhé, móc mai. Đấy, móc hoa mai này, mai chim hoa này, đúng theo tích lồng luôn. Đấy, đây là cái giỏ hoa. Đấy, mai ngày Tết, lồng trên lồng để trang trí luôn. Anh em hãy nhớ liên hệ với bên em nhé. Còn muốn xem trực tiếp thì qua số 418 Quang Trung Hà Đông Hà Nội để xem hàng trực tiếp ạ. Cảm ơn anh em. Xin chào, hẹn gặp lại anh em video sau nhé. Hãy liên hệ ngay bên em để đặt hàng kịp Tết nhé. Số là 0964278585. Xin chào, hẹn gặp lại anh em ở video sau.